đang cần mình giúp. Mario, mình đang đến nơi. Chào Mario, để mình giúp bạn. Chào Dima, ok. Cảm ơn Dima. Không có gì. Xe của mình đâu rồi? Hay là ở đây? Không phải rồi. Hay là ở đây? Ở đây cũng không có. À đây rồi. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình cần trợ giúp đỡ. Mario, mình cần trợ giúp đỡ của bạn. Dima, đừng lo, mình đang trên đường. Dima, chuyện gì xảy ra đấy? Mario, mình không mở được khóa này. Ok. Nhưng mà mình không mở được cửa khóa này. Mình cần chìa khóa. À, bạn đã bị bắt. Xin lỗi. Mở khóa ra.